về cái chỉnh quang khúc xạ quang học hơn nha. Còn cái mà sketch copy nó các bạn rèn luyện nhiều các bạn sẽ thành công, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái nhận xét khách quan của mình trên mắt bệnh nhân mà thôi. Còn nếu các bạn nắm vững những cái bước mà thần kinh chủ quan này nè, nó sẽ nó sẽ rất là chắc với cái nghề của các bạn nha. Đôi khi là các bạn soi ràng được mà các bạn thử kính chủ quan tốt á, thì các bạn vẫn lý luận lâm sàng được, tự tin với cái kết quả kê đơn kính của mình nha. Chứ đôi khi mình phụ thuộc vào cái soi scan copy quá rồi đó, tính chỉ ra kết quả mình bó rối, mình biết lý luận làm sao nha. Thì bây giờ chị sẽ biểu diễn trên bàn hạnh ha. Hôm nay chị sẽ giới thiệu cho hai bạn, các bạn hai cái kỹ năng, một cái là thử kính chủ quan với không có chủ chéo, với không có chủ chéo giác sinh mà mình sử dụng bằng phương pháp đồng hồ và parang, và một cái là chủ chéo 4 điểm nha. Rồi, và các bạn chú ý là mình không có đụng đến cái đèn scat copy, mình vẫn có thể thử kính cho bệnh nhân được nha. Thì đầu tiên trong cái bước này để đỡ rối thì chị yêu cầu các bạn là đi đầy đủ những cái bước mà các bạn làm ha, chứ đừng bỏ qua bước nào hết. Rồi, người khám là chị ha, cô ba của chị là bạn Hạnh nha. Rồi, vẫn tiến hành đầy đủ, bắt đầu bỏ của chị nha. Mình đi mơ cho chị mượn một cái điện thoại khác, chắc bên này hết pin, lát chị đổi. Theo chị thì các bạn nên ghi bằng viết chì nha, mỗi bàn được cung ứng cây viết chì sẽ có gì mình sửa kịp thời. Cách gắn gọn ha, những cái bước này chị không có nhắc cho các bạn nữa. Đầu tiên là mình thử thị lực của mắt. Hạnh còn đọc được tiếng Hạnh. Số 2 HZFEUL. Cái bảng này bắt đầu buổi thực tập hôm nay hướng dẫn. DNN. Xuống nữa bạn thấy. UNFN. Đó, hai chị con như mình 2,5 phần 10 phải không các bạn? Rồi, để loại trừ bệnh lý thì mình sử dụng kính đỏ 1,5 ly. Em đọc được tới nhiêu? FFN. 8/10 yếu ha. Như vậy mình kết luận bệnh nhân này có tật khúc xạ đúng không ạ? Nếu mà thì lực kính độ không tăng hoặc là giảm đi thì mình nghi ngờ bệnh nhân đó bị bệnh lý ha. Rồi, em đọc đến hàng nào qua mặt trái. VHBN. Ok, mình cũng thị kính độ ha. Như vậy là cái phần thị lực là mình tiến hành cả từng mắt một. B4 ok, như là 6,3/10 đây nè bà, 6,3/10 yếu ha, thì vẫn là tật khúc xạ đúng không ạ? Rồi, có một cái thị lực mà không đạt được 10/10 thì đầu tiên mình sẽ nghĩ đến viễn trước, mình sẽ test bằng cái kính cộng một trước đúng không ạ? Chị bám theo đúng lý thuyết luôn. Cái phiếu này ở cái hàng này kêu các bạn làm cái gì các bạn làm theo đó. Thì lực không kính ở mắt phải là 2,5/10 đúng không ạ? Bây giờ cộng 1 em thấy rõ hơn em mà. Hàng đầu em còn thấy không? Em còn thấy 2,3/10. Như vậy là chỉ có 1,6/10 thôi, kết luận không hiển thị. Đang thị lực không kính là 2,5/10 mà bây giờ chỉ còn tệ hơn, bây giờ không hiển thị. Như vậy mình chuyển qua trừ, với một cái thị lực 2,5/10 này nha, thì kính khởi điểm của mình sẽ là nửa đi ớt. Các bạn trong lý thuyết các bạn có nhớ không? Dưới 1/10 thì kính trừ khởi điểm của mình là 1 đi ớt. Từ 1 đến 5/10 kính khởi điểm của mình là nửa đi ớt. Trên 5/10 kính khởi điểm của mình là bước nhảy là trừ 0,25. Được không ạ? Bây giờ thì lực không kính của bạn này tôi đã loại trừ viễn thị rồi. Thì bây giờ tôi còn nghĩ bạn này bị cận thị nha. Thì như vậy kính khởi điểm của tôi là trừ nửa. Được không ạ? Các bạn phải để chừng nửa vô. Rồi, em đang đọc được đến hàng nào? Xuống nữa em thấy không?
xuống nữa thấy không? Rồi như vậy kính thời điểm của tôi là được 4 phần 10 yếu sai chữ đó các bạn nha. Do đó tôi kết luận người này cận thị, được không ạ? Được chưa? Với viễn thì lực sụt đi, loại viễn. Với kính khởi điểm này thì lực tốt hơn, tôi xác định người này cận thị. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng đến cái dụng cụ FAST này, được không? Cái FAST này thì các bạn sẽ thấy nè, nó có hai mặt, một mặt cộng trừ nữa, cộng trừ không 25 và trừ nữa nha. Thì khi các bạn cầm như vậy nha, trừ là hai miếng này nè. Có một số bạn á thì lại lấy như vậy lấy phía trên á cho đỡ mỗi tay hay sao không hiểu, thì như vậy nó có nghĩa là cộng không 25 và cộng nữa nha. Do đó là theo chị các bạn cứ làm nguyên tắc như vậy để các bạn xài đúng cái dấu này nè, cái dấu thuận chiều như vậy, được không ạ? Có một số bạn thì nó thôi em lấy trên lấy dưới gì cũng được, nhưng mà thật ra ở phía trên nó lại là cộng không 25, đúng không ạ? Cộng không 25 và cộng nữa, hiểu không? Rồi, mình làm lại nha. Thì các bạn nói thôi vậy em lấy phần trên có nghĩa là trừ 0.25 mà ngửa 0.25, nhưng mà trước mắt mình lại là dấu cộng, thành ra đôi khi nó sẽ là có sự nhầm lẫn nha. Thành ra chị cố nhấn mạnh cái này nha. Cái này nó chỉ là một cái thao tác, một cái mẹo nhỏ thôi, thành ra các bạn cố gắng các bạn tuân thủ đúng cái kỹ thuật để mình đỡ rối, mình chú trọng những cái bước khác nha. Trừ 0.25, trừ ngửa ở dưới và thuận cái con số này nè là có chủ yếu hết, và khi cắt cặp là cắt cặp như vậy, được không ạ? Song hành đừng có nghiêng ha, đừng nghiêng là cái mấy cái này nó sẽ bị chà, tôi dùng cụ của mình hết nha. Nhưng mà cái thứ hai nữa, nó sẽ tạo ra một cái khúc xạ quang học khác trước mắt bệnh nhân, mà luôn luôn là mặt kính nhưng song hành, được không ạ? Rồi bây giờ mình quay trở lại bài. Sau khi kết luận bệnh nhân này bị cận thị thì bây giờ tôi bắt đầu tự tin đẩy cái độ cận thị lên, đúng không ạ? 4-5 phần 10 thì cái bước nghệ của tôi sẽ là trừ 0.25 chứ không phải là trừ 1 nữa, đúng không? Rồi, em đang đọc hàng số 5 từ trên xuống, đúng không? Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, số 5 từ trên xuống. Rồi, em cứ nhìn hàng đó nhé. Rõ hơn. Rồi, em đọc được đến hàng nào? F, M, A, M, Z, O, chọn đại là V, R, O. Cỡ đó vẫn là F, N, E, V, Z, U. Thêm một chữ nữa nha bạn. Thế thì sao? Cũng bằng như vậy. Như vậy là mình có hai kính cuối đều chặn lại thị lực. Như vậy lúc đó trong đầu mình nghĩ người này ngoài cái cận thị còn có loạn thị. Vâng. Như vậy trừ 0.75 cũng là 4 phần 10. Trừ 1 cũng là 4 phần 10. Thậm chí tôi để trừ 0.75 với trừ nửa có phải là 1.25 không ạ? Như vậy 1.25 cũng là 4 phần 10. Do đó tôi chọn hội tụ nhất ha. Tôi nghĩ đến người này là bị loạn thị, đúng không? Kính chọn của tôi là hội tụ nhất cho thị lực tối đa nhất. Ở thời điểm bây giờ người này được 4 phần 10, đúng không ạ? Như vậy hội tụ nhất ở đây của tôi chính là 0.75, đúng không? Đồng ý với tôi ở khúc này không ạ? Trừ nửa thì 4 phần 10 yếu, trừ 0.75 là 4 phần 10, trừ 1 cũng 4 phần 10. Do đó hội tụ nhất của tôi, hay là mình đặt, mình ghi cái chữ BVS á, Best Vision nhá, đó, thì là như vậy, giữa trừ 0.75, trừ 1 thì thằng 4, trừ 0.75 hội tụ hơn, và thì lực vẫn tối đa là 4 phần 10. Như vậy kính điều chỉnh cuối cùng của tôi ở đây là trừ 0.75. Sao không lấy trừ 0.50? Trừ 0.50, 4 phần 10 không chọn vậy. Bốn phần yếu à, tối đa của người ta chính là 4 phần 10, trọng được không ạ? Rồi như vậy kết luận tôi dừng việc khám không, tới 4 phần 10 thở thôi bệnh nhân cũng đọc hơn, ngừng không mà tôi có quyền nghĩ đến người này bị loạn thị, được không ạ? Như vậy tôi nhấn mạnh cái điểm này, hai kính cuối bị chặn lại cùng một hàng thị lực, tôi có quyền chọn kính nào hội tụ nhất cho thị lực cuối cùng nhất của người ta, tối đa nhất bấy giờ đó, để mà tôi làm kính chọn cuối, và tôi có quyền nghĩ người đó là bị loạn thị, được ha? Rồi độ loạn thị dự đoán của tôi, các bạn quay cái mặt mình ra, đây là theo nghiên cứu thì người ta sẽ ra như vậy nha. Thì độ loạn thị với thị lực 4 phần 10 nó là vào khoảng vậy, độ loạn khoảng dự đoán là 1.5 đến 1.75 nha. Như vậy là 1.75, thì bây giờ tôi sẽ ghi độ loạn 1.75, được ha? Một rưỡi. Vâng, ok, bạn chọn gì cũng được, chúng ta hết. Thì bây giờ chia đôi cũng được. Chia dễ hơn. Đúng rồi, chia đôi nó dễ hơn. Đây là vì sao mình sử dụng viết chì nha. Ok. Đôi lần thì dự đoán của tôi là 1 rưỡi. Được chưa? Mình không qua viết này ha. Thì
một lát cái cuối trình buổi trình bày tôi sẽ trình bày với các bạn các điểm các bạn cần nhớ nha. Rồi bây giờ cái tôi giới thiệu phương pháp đầu tiên là phương pháp đồng hồ Baran. Các bạn hoan nghĩ đến kính tự chế Jackson thì phương pháp đồng hồ Baran tôi sẽ hướng dẫn được anh nhìn cái đồng hồ Baran đó, các bạn thấy từ số 9 đến số 3 đúng không ạ? Nhưng mà giờ các bạn cứ nhớ số 9 lên nhắn là 10 độ nha, 10 độ. Rồi. Trước khi cho hướng dẫn bệnh nhân nhìn đồng hồ Baran, tôi phải sương mù lại là vì sao? Tôi phải làm sao bảo đảm cho vòng tròn ít khánh hóa là phải nằm trên võng mạc. Từ mãi giờ, nãy giờ tôi cứ đẩy ra phía sau, có thể một trong hai tiêu tuyến để đi ra vòng ra phía sau võng mạc. Và như vậy thì tôi sẽ làm sai cái trục loạn thị kinh tuyến 1 của người ta. Do đó tôi phải sương mù. Mà sương mù thì dựa trên gì? Cũng dựa trên thị lực. Dựa trên thị lực 4 phần 10 độ loạn 1/2 thì sương mù của tôi bằng phân nửa độ loạn thị là cộng 0.75. Được không? Cộng 0.75 mà tôi cộng thêm nửa nữa để cho chắc là tôi kéo hết hai tiêu tuyến là trước võng mạc luôn nha. Như vậy là tôi có cộng 1.25 đúng không ạ? Rồi, tôi nhét vô. Tôi mới hướng dẫn người ta nhìn lên đồng hồ Baran. Em có thấy mờ đồng hồ Baran bị mờ không? Trong các nhánh quạt có bị mờ, có một nhánh nào có vẻ đậm hơn không? Hay gần mờ đều? Số 10. Gần số 10. Hơn hơi một xíu rồi. Thì tốt nhất là các bạn lên gần số 10 có nghĩa là trên hay là dưới gì? Trên số 10. Trên nhánh này là bệnh nhân thấy rõ, đúng không? Như vậy 10 độ 20 và 40 độ là hướng nhánh đồng hồ Baran rõ. Nhưng mà trục loạn thì là vuông góc với hướng đó. Được không ạ? Đây là hướng tiêu tuyến ở chiếc võng mạc rõ. Nhưng mà tiêu tuyến là vuông góc với trình tuyến. Như vậy trục tuyến bằng thị ở người chính là vuông góc của nó. Như vậy là cộng 90 là như vậy. Hoặc là các bạn theo quy tắc là lấy số nhỏ hơn nhân với 30. Đây là số 10 nè. Đây là ở đây là 30 thầy. Thì tôi với lại mình không có nguyên nhân đồng hồ ha. Thì này là số lớn, còn này số nhỏ thì cái này là 30. Thành ra tôi cứ hướng dẫn với các bạn thứ 10 là nhân với 30 nha. Ví dụ người ta nói ba nhánh nhỏ, ví dụ ba nhánh nhỏ chẳng hạn có thể phải hướng dẫn nhánh này thôi. Kính sương mù của tôi là cộng 1.25 nha. Và các bạn nhớ cho đọc thị lực. Thị lực của em bây giờ là nhiêu vậy hả? Số 2. Như vậy là 1.6/10 yếu đúng không ạ? Đạt sương mù. Đường thấy rõ nhất trên đồng hồ Baran chính là hướng trên số 10 là 40 độ. Đường rõ như trước nè. Cái hàng kế tiếp các bạn quan sát cái phím này nè, thì lát các bạn làm nữa rốt. Thì tôi ghi ở đây các bạn không thấy đâu. Đường rõ nhất là 40 độ đúng không ạ? Như vậy tôi kết luận có loạn thị không? Có, là vì có một tiêu tuyến gần võng mạc mà. Có loạn thị chắc chắn rồi. Và trục tính trụ điều chỉnh là nguyên góc với hướng rõ ở đồng hồ Baran 130 độ. Rồi. Chẩn đoán loạn thị với tính trừ chéo 4 điểm là tôi sẽ trình bày với các bạn ở mắt trái. Ở mắt phải thì tôi đang trình bày với các bạn phương pháp đồng hồ Baran. Được chưa? Kính trừ trừ điều chỉnh các bạn đặt vô. Trước khi đặt vô để giảm bớt lượng kính trên mắt bệnh nhân. Tôi đổi hai kính này thành một kính, có nghĩa là như. Cộng 1.25 với trừ nửa là cộng 0.75. Được chưa? Để cho nó trong trẻo hơn chứ gì trên á. Rồi. Cộng 0.75. Kỳ không? Cộng 1.25 với trừ nửa là cộng 0.75, tôi đổi thành một miếng. Kính trừ trừ điều chỉnh thì tôi nói này, trừ 1/2 đúng không ạ? Trừ 1/2 thì tôi có thể giảm bớt 0.25 nha. Và trục của trụ lộ loạn thị dự đoán là trụ trừ 1/2 hồi nãy tôi ghi trên này là các bạn dựa vào thị lực tối đa là 4/10. Nó vô bản này trụ trừ dự đoán của tôi là trụ trừ 1/2. Sau khi tôi sương mù đã hướng được chẩn đoán được hướng loạn thị của người ta rồi là trục 130. Rồi tôi sẽ đặt kính trụ trừ điều chỉnh vô đây nha. Kính khởi điểm của tôi là thay vì đúng 1/2 tôi hạ xuống 0.25 chút xíu. Và nhớ là trụ trừ nha. Và trục kính trụ trừ của tôi bây giờ là
130 đúng không ạ? Các bạn thấy chưa thao tác nè. Từ bữa giờ các bạn chưa thao tác đặt kính nè. Khi đặt kính vô tôi cũng phải dựng cái gọng chút xíu nè. Rồi tôi mới thao tác đặt kính vô. Được không? Rồi. Chụp 130. Thì vẫn cho người ta nhìn đồng hồ ba răng. Bây giờ em thấy đồng hồ ba răng nó tỏa đều chưa hả? Hay vẫn còn mờ rõ một hướng nào? Cũng còn đậm đậm ở hướng đó. Ở hướng đó vậy tôi có quyền tăng công suất lên nữa. Tôi tăng đến khi nào các nhánh đồng hồ ba răng đó đậm đều hoặc là mờ đều. Tôi có một cùng một cái độ đậm đều như nha. Vẫn chụp 130. Ok. Sao rồi? Đều rồi nha. Đều rồi thì các bạn có thể quyền dừng, nhưng mà có thể các bạn đưa lên một chút xíu cũng được. Nếu mà thấy cái hướng đặng á, vuông góc ngược lại với hướng ban đầu hoặc hướng vuông góc với hướng ban đầu là ngừng. Lấy cái kính trước đó. Giờ hẳn thấy sao? Vẫn còn đậm đều. Ok. Khi các bạn lấy kính loạn ra đó, các bạn nhớ khi người ta nhắm mắt lại cho đỡ nước mắt. Rồi, thấy sao? Có hướng nào có vẻ rõ hơn hay vẫn đậm đều? Vẫn còn đều ha. Okay. Vẫn còn đậm đều luôn ha. Các bạn thấy nè, lấy kính ra tôi cũng nâng một cái gọng nè, giữ cái gọng rồi mở ra thấy sao này? Có hướng nào có vẻ rõ hơn? Là qua đây rồi, qua cái nhánh 342 gì đó. Như vậy là nó muốn vuông góc lại rồi, do đó tôi phải lấy cái kính trước được không ạ? À, tôi không được lấy đấy từ gì giờ là vậy là tôi đã đẩy cái tiêu tuyến hoàng thị quá ra phía xa. Lấy cái gần nhất hả? Bây giờ đậm đều hơn không? Ừ. Đậm đều hơn rồi tôi mới ghi vô đây. 20, 130. Lúc đó đồng hồ ba răng đỏ đậm đều nha. Rồi bây giờ tôi hướng dẫn bệnh nhân người ta nhìn lại bảng thị lực. Hành nhìn lại bảng thị lực thấy được đến thị lực bao nhiêu? 200 OK. Rồi, vậy công thức kính cầu trụ điều chỉnh bây giờ ở đây là nhiêu các bạn? Có phải là cộng 125 loạn 20 không? Không quy có. À, cộng 125 với trừ nữa tôi đổi thành cộng 075 rồi. Chính vì vậy hồi nãy tôi ngưng một đoạn để tôi đổi hai kính lại thành một. Bây giờ trên mắt bệnh nhân chỉ có cộng 075 loạn 2 và đồng hồ ba răng đỏ đều. Tôi ghi cộng 075 nhớ nha, chứ phải cộng 125 được chưa, đồng ý cái nốt này chưa? À rồi, chụp 130 thì bệnh nhân đỏ đều, nhưng mà bệnh nhân cũng chỉ mới đọc được có VRUEF 5/10 yếu đúng không ạ? À? Đúng không? Rồi vậy giờ tôi tiến hành tiếp. Cái này là có bên kia cộng 075 nè, cái gì là trừ 075 trừ 075 mình đổi cộng 125 như vậy là nó là cộng nữa. Nó là gom lại. À, gom lại. Gom lại một cái. Nó gom lại một cái thì hồi nãy mình chọn là trừ 075. Trừ 075 với 125 là cộng nữa các bạn. Cộng nữa nha, chứ không phải là cộng 075. Rồi. Đưa vậy để kiểm tra lại, em ngó lại đồng hồ ba răng thấy sao rồi. Có hướng nào rộng? Cũng là số 10 rồi. Không, đồng hồ ba răng lại coi còn nhánh còn đậm đều ha. Vẫn còn đậm đều ha. Rồi, chế độ loạn thị vẫn đó, nhưng mà ở đây chỉ còn cộng nữa nha, chứ không phải là cộng 075. Nhắc lại, hồi nãy tôi cộng trừ nhân chia lộn. Cộng 125 với trừ 075, hãy chọn cuối nè. Tôi đổi hai miếng đó thành còn cộng nữa nha. Thành ra công thức kính cầu trụ điều chỉnh khi đồng hồ ba răng đỏ đều chính là cộng nữa loạn 20/130. Được không ạ? À? Rồi, bây giờ em nói lên bảng thị lực thì thấy đến đâu ạ? Đọc lên đi em. E, B, V, bởi gì nữa không? Có bạn nào che bảng thị lực của bạn Hạnh rồi? F, B, V, D, N, Z. Thấy người ta đọc chậm không? Ok. 10 EBDNZ nha. Nhưng mà rất là chậm. Như vậy thì lực đạt bây giờ là 10/10. Vậy thì bây giờ theo các bạn, tôi sẽ làm BBS một lần nữa. Có nghĩa là tôi bắt đầu chọn cái kính hội tụ hơn một lần nữa mà vẫn bảo đảm 10/10. Được không? Khi đã đạt được 10/10 rồi thì tôi yêu cầu các bạn không được quay về hướng trừ nữa.
mà chỉ còn hội tụ hơn là luôn luôn quay về hướng cộng mà thôi. Và mình sẽ khởi điểm từ cộng 0.25, được không? Rồi em vẫn nhìn hàng 10, hàng 10 đó giúp chị nha. Nhắm mắt lại. Khi đặt tiếng cộng là yên tâm nhắm mắt, rồi đặt vô, mở mắt ra, còn đọc được hàng 10 đó không? Thôi mà không đọc được thì coi như cái này là hội tụ nhất của mình rồi, được không ạ? À? Như vậy sau khi BBS, kính hội tụ nhất của tôi vẫn là cộng nửa loạn 20.3, thì lực 10/10, được không ạ? Ví dụ tôi để cộng 0.25 vô vẫn được 10/10, thì tôi sẽ để thêm cộng nửa vô vẫn được 10/10. Tôi phải có nhiệm vụ để thêm cộng 0.25, chỉ còn 8/10. Như vậy tôi sẽ để cộng nửa này vô. Cộng nửa này với cộng nửa này nó sẽ đổi thành cộng 1. Được không ạ? Tôi đang nói về cái nguyên tắc BBS đó. Các bạn phải nắm chắc cái nguyên tắc BBS nha. Rồi, chứ phải vừa thoát ra khỏi đồng hồ ba răng thấy người ta 10/10 mừng quá ghi vô. Và không có làm động tác BBS này là sẽ có khuynh hướng người ta còn điều tiết nha. Mà còn điều tiết ở mắt phải một lát mắt trái cũng bị điều tiết, nó sẽ ra một cái công thức kính khác nha. Rồi. Tới đây các bạn còn phải rút mắt chỗ nào nữa không? Cô nãy cô cộng xong rồi cái tôi cộng 0.25, cô bỏ cái kính sương mù này đi, cô thế vô là 0.5 phía sau cô. Đúng rồi, cộng 1.25 nè. Dạ, với trừ 0.75. 0.5. Trừ 0.75. Hồi nãy mình bỏ trừ 0.75 em. Dạ, trừ 0.75 thì 0.5. Tạo thành một miếng. Tạo thành một miếng thì nó công trừ đại số đó. Dạ. Thì còn cộng nữa. Nên lúc nãy cô bỏ cái kính này đi, cô thay bằng cái kính 0.5 phía sau. Cộng nữa phía sau, lúc đó là còn nhìn đồng hồ ba răng. Nhắm mắt một chút xíu được ạ. Đúng không? Vẫn nhìn đồng hồ ba răng, rồi tôi mới đọc bộ lần thì dự toán vô là trụ trừ 1.25 ở hướng trục châm 3. Đồng hồ ba răng chưa đặn đều, tôi tăng lên 1.5, trụ trừ 1.5, trụ trừ 1.75, trụ trừ 2 cũng đặn đều nhưng mà chưa ngược hướng, trụ trừ 2, 2.5 ngược hướng, tôi chọn ngược lại, trụ trừ 2. Được chưa? Tôi ghi kết luận cuối cùng, như vậy công thức kính cầu trụ khi đồng hồ ba răng đỏ đậm đều ở khúc này là bao nhiêu? Là bao nhiêu kính ở trên này? 0.25 trừ với 0.75 là còn không, cộng 0.5. Cộng 0.5 tôi đổi thành một miếng rồi. Cô đổi thành 0.5 không cô? Dạ. Đó rồi. Dạ. Sau này mình lại sương mù tiếp đó. Đúng. Dạ. Không có để sương mù tiếp mà tôi bắt đầu. Sau khi đồng hồ ba răng đậm đều rồi, tôi mới ghi đầy đủ công thức đậm đều, tôi mới kêu người ta nhìn qua bảng thị lực coi đạt được thị lực nhiều. Nếu thì lực đạt được 10/10 thì tôi chỉ còn quyền quay về hướng cộng mà thôi, để tìm cái nào hội tụ nhất mà vẫn đạt được 10/10. Nếu thị lực không đạt được 10/10, ví dụ chỉ có 7/10 thôi, cái khúc này nè vẫn còn 7/10, thì tôi vẫn phải đi về hướng cộng trước. Nếu 7/10 tăng lên 8/10 thì tôi đi về hướng cộng hội tụ nhất cho lên 10/10 nha. Còn nếu 7/10 mà tôi đặt cộng 0.25 này, người ta thấy còn có 3.2/10 sụt đi, tôi mới được quyền quay về hướng trừ. Trừ nào mà số trừ nào nhỏ nhất mà vừa chạm đến 10/10 là tôi ngưng. Ví dụ trừ 0.25 vẫn mới 8/10, tăng 7/10 lên 8/10, trừ nữa lên 10/10 thì tôi ngưng ha. Trừ nữa với cộng nữa bây giờ ở đây nó sẽ trở thành lano đạt được 10/10, tôi không được quyền đẩy lên thành trừ 0.75, được không ạ? Nha, với cộng có quyền đẩy lên, đẩy lên cho chừng nào làm sụp thì lực thì tôi lấy trước đó, được chưa? Rồi. Nắm chỗ này ra ha. Còn là bắt đầu chuyển qua một cái dụng cụ tinh xảo mới, đó là trừ chéo giáp sinh nha. Thì với thị lực 10/10 rồi, cái chỉnh chúng trừ chéo giáp sinh nó sẽ giúp chúng ta cái gì? Chỉnh trục và chỉnh công suất của độ loạn đã có sẵn trên công thức kính này nha. Cộng trừ nữa mình dùng để chỉnh trục nha, kính trừ chéo cộng công suất cộng trừ nữa dùng để chỉnh trục, công suất cộng trừ 0.25 dùng để chỉnh công suất độ loạn nha. Ok rồi, với trục 130 này bây giờ đã đúng độ loạn, trục loạn đã chính xác chưa, thì mình có cái công cụ tinh xảo hơn này để mình check ha. Thì có hai hướng, một hướng là người ta thấy được thị lực 10/10, mình sẽ cho người ta nhìn lui lại hai hàng thị lực, tức là ở đây khoảng hàng này 6.3/10 để người ta làm tiêu. Và mình thường mình sẽ chọn những cái chữ cái nào mà có dạng hình tròn, như chữ D đây nè có dạng hình tròn, hoặc là chữ B phở này nè có cái bụng tròn tròn, vì trong bài lý thuyết đó, vì vòng tròn ít khuếch tán bây giờ đang còn nằm trên mỏng mạc, thì mình sẽ dùng những cái tiêu tròn tròn để mình sẽ chép được chính xác hơn, được không? Thì ở đây một là cái áo
Các bạn sẽ thấy nè, cái cán công suất thì tôi không nói nha, chất chụp tôi không nói rồi nha, công suất chất chụp luôn luôn là cộng trừ nữa. Rồi các bạn luôn luôn đặt hai chấm trắng này trùng với trục chấm loạn đang hiện diện trên mắt bệnh nhân, được không? Thì có hai cách đặt, một là các bạn đặt cán trùng với trục của cái loạn, hai các bạn vẫn có thể sử dụng cái hai chấm trắng này, đều có ý nghĩa như nhau, được chưa? Tùy theo cái vị trí trục loạn á để mà các bạn đặt, được không? Đặt làm sao cho thuận tiện tay nè. Cái cách cầm này các bạn thấy nè, hai ngón này cầm và một ngón cái giữ sau vậy, đừng có giữ lơi khơi vậy, nó khó xoay lắm nha. Rồi cách cầm rất là dễ nha. Rồi có viết gì đó các bạn cầm đỡ đi. Nhưng mắt phải bệnh nhân là tôi sẽ xài tay trái nè, tôi né qua để người ta vẫn nhìn thấy tổ ong nè, được không? Và quan trọng là cái lời giải thích để bệnh nhân hiểu. Bây giờ tôi sẽ đặt kính này trước mặt của chị sẽ thấy những cái chấm tròn đen mờ đi. Chị chỉ việc so sánh giữa kính 1 của này và kính 2, kính nào rõ hơn hay mờ đều như nhau, chị nói cho tôi biết, được không? À, tức là cái câu nói của mình phải làm sao để bệnh nhân hiểu mục đích của mình làm là cái gì để người ta mới trả lời cho mình được. Chứ mình nói, giờ chị nhìn những chấm đen đi, rồi bắt đầu 1, 2, 3, 4 gì đó, ha, mà mình phải giải thích nha. Rồi bây giờ Hạnh nhìn những cái chấm tròn đen đó ha, so sánh với chị. Khi chị đặt cái kính này trước mắt Hạnh sẽ thấy mờ đi, nhưng mà đừng lo lắng, chỉ so sánh giữa kính 1 và kính 2, kính nào rõ hơn mà thôi. Nhớ chú ý giải thích rõ ràng 1 và 2, chứ người ta mình đặt vô người ta thấy mờ, ta sẽ so sánh cái vị trí không này nè, không có kính gì hết, người ta nói rõ hơn á nha. Thành ra đừng có so sánh với vị trí không, mà chỉ so sánh khi tôi đặt cái kính này vô mà thôi, giữa 1 và 2 cái nào rõ hơn nha. Nhìn tổ ong cho chị Hạnh nhé. Cách tôi đặt kính này các bạn hãy nhắm mắt cho đỡ nhất. Cách tôi đặt kính này, hai ngón tay cầm cán dưới cái ngón cái tì, một ngón còn lại tì, để chi? Đỡ rung giống gì chứ ấy, nha. Đỡ rung và mình đặt cho thiệt là tinh vi tinh xảo vô cho nó trùng với trục, mặt kính phải phẳng nha. Lên luôn được. Chứ không, không bỏ lên làm sao 1, 2 vậy nha. Bỏ xong rồi rút ra. Không được, bạn quay không được nha. Chính vì vậy tôi mới biểu diễn cho bạn chuyện, cố gắng train cho các bạn làm sao này, tì vô vậy nè, và cái kính nó phải song hành, các bạn nhớ không, đừng có tì, đừng có nghiêng nghiêng vậy, hoặc bị lệch trục so với trục loạn thì nó sẽ bị sai kết quả nha. Một lát các bạn được làm cô ba, các bạn sẽ hiểu rõ hơn nha. Rồi bây giờ Hạnh bắt đầu nhìn giúp chị nha. Kính 1 Hạnh so với kính 2, kính nào rõ hơn? 1 rõ hơn. Rồi như vậy đây là kính 2 của tôi, đúng không? Người ta nói kính 1 rõ hơn là kính mặt này, đúng không ạ? 1 rõ hơn. Và bây giờ khi có kết quả 1 rõ hơn, tôi còn quan sát gì nữa? Cái vạch đỏ của tôi đang ở hướng nào? Đây là vị trí 1, đúng không ạ? Vạch đỏ của tôi đang ở đây. 90. Được chưa? Không phải 90. Các bạn chỉ nói so với 130 nè, vạch đỏ đang ở hướng này, đúng không? Thì tôi sẽ quay, có nhiệm vụ quay cái trục 130 này đi về hướng vạch đỏ. Nha. Tùy theo công suất loạn thị mà tôi sẽ quay 5 độ hay 10 độ, được không ạ? À? Như ở đây tôi sẽ quay 5 độ. Quay từng mắt thôi. Quay, nãy giờ mình mới thử có mắt phải à? Mình đâu có thử mắt trái gì đâu mà hô quay từng mắt hay không? Không, em nói quay từng nấc, nấc. Từng nấc 5 độ. Thí dụ độ loạn là nửa, hoặc độ loạn 1 độ dưới. Độ loạn thị đang trên mắt bệnh nhân mà. Công suất độ loạn thị đó dưới 1 dớp, các bạn có thể quay 10 độ nha. Còn với độ loạn thị mà trên đó thì tốt nhất các bạn quay 5 độ 1 thôi, được không? Rồi, và bây giờ vậy là xong chưa? Chưa. Mình chỉ dừng công việc chép trục khi nào? Khi người ta nói mặt 1, mặt 2, mờ như nhau, hoặc như nhau, hoặc người ta nói có câu trả lời ngược lại. Thế nào gọi là câu trả lời ngược lại? Có nghĩa là sao? Hồi nãy mặt đỏ, cái lằn đỏ của tôi là hướng này, đúng không? Đó. Ví dụ tôi kết chép nữa thì người ta nói cái này đó, có nghĩa là lần đỏ của tôi bây giờ ngược lại so với câu trả lời trước đó, thì tôi gọi đó là có câu trả lời ngược lại. Rồi thì lúc đó xử trí như thế nào? Tôi sẽ báp trở lại 5 độ lần nữa và tôi ngừng công việc, được chưa? Rồi
Bây giờ với tôi chưa được ngưng là vì người ta vẫn nói có một mặt một rõ hơn. Và bây giờ cái kính chịu chế của tôi bây giờ là tôi sẽ đặt ở trục mới là 125. Đúng không? Tôi đã xoay đi 5. Nhớ nha, hai chấm trắng trùng với trục kính trụ. Đây là kính 1 nè, và đây là kính 2. Hai rõ hơn, như vậy trở về 103 là được không? Ngưng. Được chứ? Này, làm lại nha. Đang 125 thì người ta nói, tôi nói 1 và 2 thì người ta nói 2 rõ hơn, như vậy là lằn đỏ này nó ngược lại với cái hồi nãy, lằn đỏ đang trên giờ lằn đỏ dưới vậy đó, lằn đỏ 103 và tôi ngừng lấy lại 103. Hoặc các bạn có quyền vui lại làm 127. Đúng rồi, 127, nhưng mà trong thị trường không làm được cái kính đó. Éo lè thế, vâng, éo lè thế. Nhưng mà bạn có quyền chỉnh ở đây được, nhưng mà khi bạn kê là chẳng hạn 127, 128 gì đó ra đó, người ta cũng cho bạn tròn lại 125, 130. 135, 130 mà cũng đủ điên rồi đó, đôi khi làm lệch của mình rồi đó. Rồi như vậy là tôi có cái trục mới là nhiêu các bạn, vẫn là 130 đúng không ạ? Rồi bây giờ ngưng chưa? Chưa, tôi chuyển qua chết trục nữa còn của kính loạn thị. Mà chết trục này thì tôi sẽ xài kính chịu chéo công suất cộng trừ 0.25 nha. Nó chết nghĩa là đổi đúng không? Đổi. Công suất độ loạn. Dạ. Nổi, cộng trừ nổi. Cộng trừ 0.25. Chết trục là cộng trừ nữa. 0.25. Được chưa? Và chấm trắng trùng với trục. Chết độ là cộng trừ 0.25. Và lằn đỏ, lằn đen trùng với trục. Nó khác nhau chưa? Hồi nãy là chấm trắng trùng với trục, chết trục và công suất. Chấm trụ là cộng chấm trùng trục. Chấm trùng trục, đúng rồi. Chết công suất là bạch trùng bạch, chính xác nha. Và mình cũng quan sát lằn đỏ rõ hơn hay lằn đen rõ hơn lúc bắt đầu chết công suất nha. Coi chỉ cách chị đặt, em vẫn nhìn những cái chấm đen nha, vẫn nhìn tổ ong nha. Rồi bắt đầu so sánh kính 1 so với kính 2. 2 rõ hơn, đố các bạn. Đỏ. Đỏ rõ hơn. Đỏ rõ hơn là tăng công suất lên. Tăng công suất trùng trừ lên. Được không? Đang là trừ 2, mình tăng thành trừ 2, 25. 225, chính xác. Rồi, mình cũng chỉ dừng lại cái công việc chết công suất độ loạn á. Khi nào có câu trả lời như nhau, một hay như nhau, hoặc câu trả lời ngược lại trước đó. Nhớ là vừa rồi là đỏ rõ hơn nha. Rồi em nhìn tiếp hạnh nhé. Những chấm tròn đen, kính 1 hạnh so với kính 2, kính nào rõ hơn hay nghiêng nhau? Giống nhau. Giống nhau. Vậy giờ mình ngưng lại, có câu trả lời giống nhau. Được chưa? Rồi như vậy độ loạn thì của mình bây giờ là 225. Nếu bạch đen là mình phải trừ đi 0.25 đúng không? Đúng rồi, nếu mà bây giờ bạn, nếu mà bạn không trả lời là nghiêng nhau, mà bạn bây giờ tự nhiên bạn trả lời cho bạn đen này rõ hơn, như vậy tôi có nhiệm vụ tôi thay cái trụ trừ 225 này thành trụ trừ 2. Được không? Còn nếu mà bạn Hạnh nói là lần đỏ này rõ hơn lần nữa. Lên 3 nữa. Lên 2.5. Lên trụ trừ 2.5. Được chưa? Mà khi các bạn đã thay 2 lần trụ trừ 0.25 lên thành trụ trừ nữa, đúng không? Hồi nãy là đầu tiên là trụ trừ 2 nè. Giờ thành trụ trừ 2.5. Thì các bạn phải tương đương cầu ra phía ngoài liền cho tôi là cộng 0.25. Như vậy miếng cộng nữa nè trở thành cộng 0.75 liền. Rồi mới làm tiếp.